Nhà vua lại hỏi Na Tiên: Bạch Đại Đức, ngài có từng thấy Đức Phật chưa? Tâu Đại Vương, chưa từng thấy Đức Phật. Vậy các vị sư phụ của Na Tiên đã từng thấy Đức Phật chăng? Tâu Đại Vương, các vị sư phụ cũng chưa từng thấy Đức Phật. Như thế thì các vị sư phụ của Na Tiên và cả Na Tiên chưa từng thấy Đức Phật thì nhất định chẳng có Phật vậy. Tâu Đại Vương, Đại Vương đã từng thấy 500 con sông chảy đổ chung vào một chỗ chăng? Ta chưa từng thấy. Đức vua cha và các vị tiền vương trước kia đã từng thấy có chỗ ấy chăng? Bạch Đại Đức, các vị ấy đều chẳng thấy. Khi đức vua cha và các vị tiền vương chẳng trông thấy chỗ hiệp tụ của 500 con sông thì thiên hạ nhất định là chẳng hề có chỗ hiệp tụ đó chăng? Bạch Đại Đức, tuy phụ vương và các vị tiền vương chẳng thấy chỗ hiệp tụ của 500 con sông, nhưng thật sự vẫn có chỗ hiệp tụ ấy. Vậy thì tuy các vị sư phụ của tôi chẳng thấy Đức Phật, nhưng kỳ thật vẫn có Đức Phật. Nhà vua khen ngợi: Lạnh thay, lạnh thay.